Australia nói về Hehenye, tôi hạnh phúc khi cô ấy tiến xa. Thưa quý vị và các bạn, Hoa hậu Australia cho biết cô đã khóc khi Hehenye vào top 5 vì Hen có một tâm hồn đẹp nhất thế giới khi chẳng làm hại đến một con ruồi. Miss Universe 2018 khép lại sáng ngày 17 tháng 12 tại Thái Lan với chiến thắng thuộc về người đẹp Philippines, đại diện Việt Nam Hehenye vào top 5. Trong ngày thi, bố mẹ từ quê là nhà Đắk Lắk cùng các đồng nghiệp của cô như áo hậu Hoàng Thùy, Mô Thủy, Lệ Hằng đã sang Thái để ủng hộ tinh thần cô. Nói về thành tích của Hehenye tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Australia cho biết, tôi khóc khi cô ấy vào top 5, tôi còn muốn cô ấy thắng vì cô ấy là tâm hồn đẹp nhất thế giới. Cô ấy chẳng làm hại đến một con ruồi, tôi hạnh phúc khi cô ấy tiến sâu, chúng tôi cười đùa, hát hò nhảy múa, cô ấy rất tuyệt. Hãy tiếp tục nỗ lực, cứ tuyệt vời như thế bạn sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế giới vì bạn chân thực, xinh đẹp và can đảm. Trong khi đó, Hoa hậu chủ nhà Thái Lan nhận định, tôi nghĩ Hoa hậu Việt Nam rất thành công hôm nay, cô ấy bước lên sân khấu duyên dáng và làm tốt. Cô ấy trả lời câu hỏi rất hay, cô ấy trình diễn rất đẹp. Tôi theo dõi cuộc thi mỗi năm và thấy năm nay Việt Nam có đại diện mạnh. Tôi rất thích vẻ ngoài và kiểu tóc của cô ấy, tôi nghĩ Việt Nam sẽ rất tự hào. Hehenye chuẩn bị cho cuộc thi Miss Universe 2018 trong gần một năm. Ở chặng đầu, cô gây ấn tượng với hình ảnh da nâu tóc ngắn. Hehenye tự tin, hòa đồng và chủ động trong các tình huống giao tiếp. Khi bị Hoa hậu Mỹ chê nói tiếng Anh kém, cô cho rằng người đẹp này không có ý xấu và hôn má Hoa hậu Mỹ để thể hiện mối quan hệ tốt giữa họ. Đêm bán kết 13 tháng 12, cô ghi điểm với hình thể săn chắc, lối khách quốc quyền chuyển, gợi cảm và màn xoay váy dạ hội bắt mắt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.